เองมาจุบខ្ញុំតទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីដោះស្រាយជាមួយការនេះយល់មើលសម័យការនេះវាមានលក្ខណៈថា dương ở miền này các buồn cào vì nàng tới dương bóng mà đỏ mối nên cứ chỉ các buồn tu tàu và sầm mày ca đưa gầy thì mùi nàng thấy lệ nạn tha tràn trắng hai cầu vỉa tranh nhật đã làm ôn ôn nạn thì bom bốn sau cái tranh nhật thêm đón đập bay đỏ mùi má bột đỏ buồn lờ vì bọn đọc vì đọc mùi những bọn mà ở chân smartphone mà bốn vì chân nhật đáy nhưng mà smartphone chẳng dừng đọc hiệu bài mấy bạn ấy kì ếch đọc vì bọn đọc mùi con làng đó đọc mùi lưu vì bọn đọc hèm nên mà ta buộc cho mùi thằng mà ta tiết nên con nó đọc buôn đọc phí với thầu ếch đọc vì bọn đọc mùi đá vì bọn đọc bốn anh ấy ếch đọc vì bọn đọc mối lơ vì bọn đọc bay đấy ếch đọc vì bọn đọc mối lơ vì bọn đọc bay sorry vì bọn đọc bì smartphone chẳng đọc bì năng ấy dân thơ mỏi tiệt giờ mơ miên vì bọn đọc mối được nề chẳng chạp vì bọn đọc mối ếch vì bọn đọc mối chạy mất chẳng sao lấy kì sau muối bộ pi pon đập rám bộ muối pi pon đập bốn lơ pi pon đập bốn muối lơ pi pon đập bảy muối lơ pi pon đập pi smartphone nhưng mơ cả sau này về thùng chừng số được môi tôi sồn chẳng thùng chừng số chẳng chừng ao tài ếch đọc pi pon đọc muối những smartphone những gram kê phong những thạch đào nhà này thùng chừng số được môi tôi sồn chẳng ếch smart pi pon đọc vào mùi này cứ chỉ rư này sầm mày cá chẳng sầm mày cá và nắng cứ cái đọc ta vì thì năng tế việt miền này mặc màn tràn thế nhưng khơi như là ăn tivi pi lắm bỏ mó thì nó video coi nhưng đồng bằng hàng vì thì ọt miên này à ăn tivi này cứ vì sâu nằm lòng tà mấy miên buồn cả tà tại những đọc mày ở nắng dân thầu prong phải dán cột lòng hàng tầng ó xa dương riêng tìm một lòng sớm cái nhưng thầu giờ chưa tục đạt lòng hai đục phê phê năng hay bờ sân chỉ ọt vô lấy ai xua nhau bán tạm lấy từ xàm này bán hay rư mùi tiết bờ sân chỉ dừng trong mơ lòng hạt ấy kế nòng bò má nhưng ai thơ chiều video oi bán đây xa bờ sân chỉ ọt phép nhông còn đang thơ đã hay dừng tạm nán video bác nhóm ở con trán này để bạn tạm nán hay dương cần là chui xe đó bạn này ở con trán